Nếu như mà các bạn là tín đồ của hệ âm thanh thì chắc chắn rằng sẽ không xa lạ gì khi mà nghe đến tên thương hiệu Clip, đúng không? Và hôm nay hãy cùng Thế Giới Phụ Kiện khám phá một hệ âm thanh mới, thanh lịch, sang trọng, âm thanh của tốc độ. Và welcome to the Smith of Sound cùng với Clip The Five McLaren. Đây là sản phẩm Clip The Five, tiếp nối series sản phẩm âm thanh từ thương hiệu Clip. Lần này thì anh Năm trở lại cùng với sự xuất hiện của McLaren, một thương hiệu gắn liền với tốc độ và không đo lường bằng đơn vị km/h mà đơn vị đo lường bằng tiền đô, siêu xe siêu ơ rồi đó. Và theo như cá nhân mình được biết á, thì em loa thế hệ thứ 5 này là một trong những sản phẩm đặc biệt có sự kết hợp của McLaren, và đây cũng là một trong những sản phẩm trong chuỗi kỷ niệm 75 năm thành lập thương hiệu Clip. Đầu tiên á, khi mà mình unbox sản phẩm á, thì mình nhận được một phong thư như thế này. Và mở phong thư ra thì sẽ là tấm bảng này, là một lời chào mừng đến với thương hiệu Clip cùng với McLaren. Phải nói là một lời chào rất là gentleman luôn. Vậy nên Clip The Five là một cặp loa kích thước phải nói là không quá to nhưng mà cũng không quá nhỏ. Em này thì dài 24,9cm, rộng 16,5cm và chiều sâu là 31,6cm. Nhìn chung thì cũng tạm tạm, nhưng mà một lần mà na theo 1 đến 2 cái thì cũng không tiện cho chúng ta. Còn em loa phụ thì có kích thước nhỏ hơn so với loa chính một chút xíu. Với vẻ ngoài sang trọng là vải và ốp gỗ, lớp gỗ nhám đen bóng lưỡng dùng để trang trí giúp cho không gian của các bạn trở nên lịch lãm và phong trần. Trong thiết kế thì khá là đơn giản nhưng nó cứ bị cuốn thế nào ấy, cứ ngắm mãi thôi. Tương tự như những dòng loa trước đây, Clip The Five cũng có nhiều cách kết nối như là đầu USB-B, AUX Phono Line hay là Bluetooth. Ngoài ra thì anh Năm còn có thêm một sợi cáp để kết nối hai loa với nhau. Một cổng 6 lỗ và một cổng 4 lỗ được kết nối với nhau tại cổng The Second Speaker. Một sự liên kết phải nói là rất chặt chẽ với núm vặn như thế này nữa, cắm vào thì khỏi sợ rớt luôn. Ở trên đầu loa chính thì có hai nút vặn. Một nút vặn là để điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ tùy ý. Vặn thì rất nhẹ nhàng mà động tác cơ học á, vặn lên vặn xuống như thế này á, là mình có cảm giác giống như là mấy cái amply hồi xưa á. Vặn vặn chứ nó không bị quá công nghệ, cũng không bị quá điện tử khi mà phải dùng cảm ứng hoặc là điều khiển từ xa. Còn một nút vặn còn lại là để điều chỉnh chế độ và nguồn kết nối của Clip The Five với các thiết bị bao gồm có HDMI, Phono, USB, Bluetooth, Analog hay là Optical. Mình muốn chọn nguồn kết nối nào thì chỉ cần vặn nhẹ như thế này, đèn xanh sáng tới vị trí nào thì có thể kết nối bằng chế độ đó. À mà nếu như mà các bạn lười khi mà khẽ chạm vào sản phẩm á, thì đừng lo, đã có Promo điều khiển từ xa, chúng ta có thể ngồi trên sofa bấm cũng được, đỡ phải di chuyển. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khởi động Clip The Five để xem thử rằng là dòng loa thứ 5 của nhà Clip có gì mới nha. Để khởi động loa chỉ cần cắm dây nguồn và sau đó chúng ta sẽ cắm kết nối hai loa với nhau bằng chuôi cắm này. Kết nối loa Bluetooth và chọn ra một bài hát yêu thích để nghe nha. Âm bass của em này thì rất là chân thật luôn, rất là đã. Sập xình. Chắc có lẽ là phần thoát hơi ở phía sau loa được thiết kế dưới dạng họng kèn như thế này, làm cho âm bass được tinh tế và làm tăng độ khuếch đại âm thanh để âm thanh được phát ra to và rõ rệt. Thêm vào đó, nếu như tất cả các bạn đặt loa ở không gian kín thì sẽ làm tăng khả năng phản xạ âm và sẽ làm cho nhịp bass cứ bập bùng sập xình trong thính giác của mình. Ta nói nó phê gì đâu luôn á. Clip The Five có cường độ âm thanh tối đa là 109 dB, công suất tổng cho toàn bộ là 160W và cũng có thể lên đến 320W với mức âm lượng maximum trong một thời gian ngắn. Mặc dù là hồi nãy mình có nói là Clip The Five sẽ không mạnh về những cái bài có âm bổng hay là những cái bài nhẹ nhàng trữ tình, nhưng mà tuy nhiên thì dùng để chill thì cũng rất gì về này nọ luôn. Bây giờ mình sẽ thử một bài cho tất cả các bạn để xem rằng Clip The Five có thực sự giúp chúng ta chill bằng những bài nhạc nhẹ hay là acoustic hay không. Khi mà mình nghe qua những bài nhạc nhẹ thì mình cũng cảm nhận rằng là Clip The Tree thì vẫn có âm chip và mix, nhưng mà chẳng qua là không mạnh thôi, bởi vì dòng này chuyên về âm bass nhiều hơn. Sub-sin cùng Clip The Five thì còn gì bằng nữa. Đã vậy, dòng loa thế hệ thứ 5 của thương hiệu 75 năm này còn có thể giúp cho không gian của các bạn trở nên lạnh lùng, phong trần và lịch lãm. Thử ngay đi, tuyệt vời lắm.